Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho đội thi đến từ huyện Vân Đồn xin được gửi tới các vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể liên hoan lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chương trình tham gia liên hoan của đoàn Vân Đồn gồm có các tiết mục sau: Top ca nam nữ cùng top múa phù họa với bài hát Non sông gấm vóc sáng tác Mai Kiên, múa tự biên Trên biển quê hương, tiểu phẩm tự biên Bảo vệ môi trường, hợp ca nam nữ cùng top múa phù họa với bài hát Nhịp sống Quảng Ninh sáng tác Thành Long. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Hồi hồi một tình yêu nhớ về những chiếc cầu.
chung tay dựng xây đất nước. Lời hát vang xa đáo nước xưa ngày vui hôm nay, cùng hướng đi muôn phương đầy nước con ngàn đời. Lời hát vang xa đáo nước xưa ngày vui hôm nay, cùng bắc trung nam đầy non son. Oh,
Biển quê ơi ta nằm nghe sóng hát, như thuở ấu thơ nghe tiếng mẹ ru hời. Bãi cát mịn ta đuổi con còng gió, nắng lên rồi thuyền ta lại ra khơi. Mênh mang sóng nước biển trời, quê hương đảo nhỏ thắm lời nước non. Trời ơi, mệt quá, mình phải nghỉ một tí mới được. À mà nhà ông Cấy đây rồi, mình phải vào hỏi xem tình hình chuyển đổi phao xốp của nhà ông ấy đến đâu rồi mới được. Ông Cấy ơi, ông Cấy ơi, ông Cấy có nhà không? Tôi Cua đây, ông ra đây tôi bảo cái này, có nội dung này quan trọng lắm đây. Có tôi đây. Tôi vừa đi thăm dân hầu về xong, gớm, nóng bức thật đấy, mà lại còn cắt điện luôn phiên nữa chứ. Thế có chuyện gì không bác? Liên quan đến cơm áo gạo tiền đây. Này, ông có nghe mấy ngày hôm nay trên loa phát thanh của thôn mình thông báo các hộ nuôi trồng thủy sản từ nay đến hết 30 tháng 4 là phải cắt bỏ hết phao xốp, chuyển thành cái phao nhựa HP đấy ông ạ. HP? Ừ. HP là thuốc chữa vi khuẩn dạ dày. Ôi tôi chết, tôi phải xem lại đấy. À, ôi trời ơi, là phao nhựa HDPE. HDPE là loại nhựa chất lượng cao. Bác nói HP, em lại tưởng bác cho em thuốc chữa vi khuẩn dạ dày. Gớm, bác làm em phấn khởi quá. Ông này, đợt chuyển đổi này sẽ cắt bỏ hết phao xốp đấy. Như nhà tôi đây, đã chuyển đổi gần xong hết rồi. Chỉ còn có mỗi một giây nữa thôi. Hiện nay các hộ nuôi trồng thủy sản đang tích cực chuyển đổi theo chủ trương của tỉnh, của huyện. Tôi nghĩ anh em mình cũng phải nghiêm túc thực hiện đấy. Ông thấy thế nào? Kể ra bác nói cũng đúng đấy. Thế nhưng mà mụ vợ nhà tôi... Thôi, ông cứ về bàn với bà ấy nhà ông đi để xử lý cho nhanh. Tôi cũng phải về để xử lý nốt cái đường dây cuối cùng của nhà tôi. Thế thôi, tôi đi ông nhá. Vâng, thế bác lại nhà. Này, thế cắt bỏ hết hả bác? 100%! Thôi chết, thế này thì chết thật. Mà không biết mụ vợ nó đi đâu nữa. Bà ơi! Vợ ơi! Mẹ đi đâu? Ông gọi cái gì? Chết cái gì mà gọi như chạy nhà thế? Bác Cua vừa sang phổ biến, mà nhà mình không chết thì ai chết? Chết cái gì? Bà tính nhé, cắt bỏ toàn bộ phao xốp, thay thế bằng phao nhựa HDPE. Mà nhà mình mấy năm vừa rồi do dịch bệnh Covid nên kinh tế khó khăn, hầu thì gầy, giá lại rẻ, không bán đi được. Bây giờ phao xốp mới thay được gần 2 năm thôi. Bây giờ chuyển đổi sang phao nhựa thì lấy đâu ra tiền? Đấy, bà tính xem thế nào. Bà là bà thông minh lắm đấy. Ông chết, tôi bảo ông không nghe. Ông chết chưa? Giờ thì, trời ơi, tiền ơi là tiền. Cái kiểu vợ ở đâu lại bảo chồng chết? Thế tôi chết thì bà ở với ai? Ừ nhỉ, tôi quên mất. Sao tôi lại bảo ông chết nhỉ? Thế bây giờ bà có cách nào hay không? Để tôi. Đây. Đấy, ông thấy chưa? Thấy chưa? Đây? Tôi phải ấp ủ bao nhiêu ngày mới làm được nó đây. Tôi ra chợ, mua bạc đen về. Tôi bọc hết phao xốp lại, mình thả xuống biển. Chả ai biết đấy là đâu. Biển xanh gió nhẹ, một màu đen đen. Hay! Cái mụ vợ nó ở với tôi mấy chục năm rồi, cái mặt thì lúc nào cũng đần thối ra, thế mà hôm nay này có cái kiểu nguy trang này. Sống không. Cũng tổng mình dòng phết đi nhỉ. À mà thôi, mình phải triển khai ngay trong đêm này, mà nói nhỏ khơi không hàng xóm nó biết. Nào đi nhanh, khẩn trước. Ông Cấy ơi, ông Cấy có nhà không? Tôi có tin cho ông đây, có tin vui cho ông đây. Vâng, có tôi đây. Bác Cua đây à? Ông ạ, rồi tôi nghe tình hình, tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản ở thôn mình đã tích cực cắt bỏ phao xốp, chuyển sang phao nhựa gần hết rồi đấy. Thế trong số đấy, tình hình chuyển đổi phao của nhà ông đến đâu rồi? Báo cáo với bác là vợ chồng em về nhà đã bàn bạc với nhau, gớm, bàn cả đêm đấy. Thế à? Nhà em chuyển đổi xong 2 ngày hôm nay rồi. Thế thì tốt quá rồi.
địa phương mình nghiêm lắm chứ bác tưởng. Tốt, anh em mình phải thế chứ. Mà tôi nghe đợt này nhá, thôn mình chuyển đổi xong sẽ thuộc top đứng đầu trong cả xã đấy. Không khéo anh em mình còn được biểu dương khen thưởng nữa chứ chẳng chơi. Thế tối nay ông có bận gì không? Tôi mời ông sang nhà tôi chơi, anh em mình uống trà, ngắm lan đột biến. Mấy em đặc sắc lắm. Được, món đấy là món độc nhất vô nhị của tôi đấy. Bác nhớ pha trà ngon nhá. Yên tâm, yên tâm. Thế thôi, hẹn ông tối nay. Giờ tôi phải về xử lý công việc đã. Vâng, cảm ơn bác. Tôi đi nhá. Ê, bác lại nhà. Mẹ nó này đi đâu rồi không biết. Rồi ôi, lắm với trả vô. Vô mồm rồi, rồi ơi, là rồi ơi. Ui, vui cái mồm bà. Ai đánh bà, ai tát bà. Mà cái mồm nó còn ngọt thế này, vỡ làm sao được. Ôi trời ơi, là rồi ơi. Bình tĩnh, bà bình tĩnh. Gấp cái gì nó chẳng có hướng khắc phục. Sáng nay, tôi ra lực lượng chức năng nhiều lắm. Họ lập biên bản, yêu cầu dỡ bỏ. Nếu không, họ sẽ cưỡng chế, cắt bỏ hết. Như thế này thì không vỡ mồm là cái gì. Trời ơi là trời, tiền ơi là tiền. Bà thấy chưa, tôi đã bảo với bà rồi. Lúc cán bộ đến để vận động và tuyên truyền, thế mà bà lại không nghe, lại còn sáng kiến này, sáng tạo nọ. Không, tôi không biết đâu. Tôi đi kiện đây, tôi đi kiện đây. Kiện à? Thế bây giờ tôi hỏi bà, trong cái kiện này thì bà định kiện ai? Kiện ai nào? Mà kiện làm sao được? Bây giờ toàn dân người ta đang thực hiện theo chủ trương của tỉnh, của huyện là chuyển đổi toàn bộ phao xốp sang phao nhựa theo quy chuẩn kỹ thuật của địa phương. Mà cái kiểu người thông minh như bà tôi thấy không ổn. Tôi không có lỗi thôi, tôi phải kiện mới được. Thế tôi hỏi bà, trước khi kiện thì bà sẽ gặp ai nào? Trước hết tôi gặp tổng thôn để hỏi cho ra nhẹ mới được. Chứ không thì tôi tức lắm. Thôi cây ông, tôi đi đây. Bà đi ngay, đi ngay đi. Nợ nần thì chồng chất, không kiện làm sao được. Thời buổi khó khăn, nhà nhà cắm sổ ngân hàng, bao nhiêu tiền đổ hết xuống sông xuống biển. Ông bảo làm sao mà tôi chịu được. Đây anh đấy, đây anh đấy. Ông hiểu chưa? Biết rồi. Thôi, tôi phải đi gọi một số hộ nuôi trồng thủy sản sang nhà bác trưởng thôn đã. Tôi đi đây. Các bác ơi, có chúng tôi ơi. Chúng ta đi đến nhà ông trưởng thôn nào. Mình cũng phải gọi bác cua đến đấy xem tình hình thế nào mới được. Bác trưởng thôn có nhà không? Có nhà rồi. Vâng, xin chào các bác. Các bác hôm nay đến nhà có việc gì đấy ạ? Mà có việc gì thì cũng vào nhà xơi chén nước. Chuyện đâu còn có đó. Mời các bác vào nhà. Xin mời các bác. Vâng. À, bác cái này. Tôi cũng đang định xuống nhà văn hóa thôn có chút việc. Tiện thể ghé qua nhà bác, gửi cho bác lọ thuốc xoa bóp. Nghe nói mấy hôm trước bác gái bị ngã bong gân, không biết đã đỡ chưa ạ? Vâng, cảm ơn. Tôi khỏi rồi. Báo cáo bác, tiền của chúng tôi đổ xuống sông xuống biển. Bác phải giải thích rõ cho chúng tôi tình hình nó như thế nào chứ. Bác trưởng thôn cho tôi hỏi, cái quả phao nhựa, mấy quả phao xốp, hai cái quả đấy mà thả xuống biển thì quả nào mà chẳng đổi giống nhau. Hà cớ chi lại bắt chúng tôi thấy mới chẳng đổi, tốn kém. Bác thấy đấy, thời buổi kinh tế khó khăn, chúng tôi thì nợ chồng nợ chất, lãi suất thì cao, cứ bắt thay phao làm sao mà chúng tôi chịu nổi. Thôi được rồi, các bác cứ ngồi chơi xơi nước, nghe tôi nói vài đường xem có hợp lý không nhé. Đấy, nói bác nói đi, bác nói đi. Trước tiên, tôi rất thông cảm với các bác là việc chuyển đổi từ phao xốp sang phao nhựa gây tốn kém và ảnh hưởng đến kinh tế. Vì gia đình nhà tôi cũng có người nuôi trồng thủy sản nên tôi rất hiểu. Thế nhưng các bác ạ, mình nói đi thì mình cũng phải nghĩ lại. Phao xốp là một loại vật liệu có độ bền thấp, chỉ sử dụng được từ 2 đến 3 năm. Trong quá trình sử dụng, dưới tác động của môi trường thì các vết nối sẽ nứt ra, là điều kiện để vi khuẩn xâm nhập, gây ô nhiễm mặt nước biển. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, gây ra mùi hôi thối rất khó chịu. Theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, thì phần lớn rác thải từ Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long là từ phao xốp. Các bác có thể tưởng tượng được cấp độ ô nhiễm môi trường như thế nào không? Chúng ta đang sống và làm việc, cũng mong về già được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn. Thế nhưng,
để hưởng thụ được những điều đó thì chúng ta phải có sức khỏe. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ cấp thiết và phải đặt lên hàng đầu. Thứ hai, phao nhựa tuy có giá thành cao, thế nhưng theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì phao nhựa có độ bền hơn hẳn so với phao xốp. Ngoài ra, phao nhựa còn giúp cho năng suất tăng, chất lượng sản phẩm được nâng lên, giá thành tăng, thu nhập tăng, tiền đấy chứ là đâu hả các bác? Còn phao xốp thì chỉ sử dụng được từ 2 đến 3 năm, sau đó chúng ta lại phải thay, rất tốn kém. Các bác phải nghĩ rằng việc chuyển đổi từ phao xốp sang phao nhựa là mang lại lợi ích sát sườn cho bản thân mình, cho cá nhân mình và cho cả thế hệ mai sau nữa. Vì vậy, chúng ta phải khẳng định rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và là định hướng để phát triển kinh tế biển bền vững các bác ạ. Tôi thấy bác trưởng thôn nói đúng đấy. Đảng và nhà nước ta luôn có chủ trương chính sách có lợi cho dân. Bởi dân có giàu thì nước mới mạnh. Cũng chính bởi thế, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành những quy định cụ thể để phát triển bền vững trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nhà. Quảng Ninh chúng ta cũng là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành quy chuẩn về vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong nuôi trồng thủy sản như hỗ trợ cho bà con vay vốn với lãi suất ưu đãi, thành lập hợp tác xã, quy hoạch và cung cấp diện tích mặt nước, hỗ trợ từ cung cấp con giống cho đến tiêu thụ sản phẩm và rất nhiều các hỗ trợ khác nữa. Bởi thế tôi nghĩ bà con chúng ta hãy tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của nhà nước, của huyện, của tỉnh để cùng chung tay góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Cũng xin được chia sẻ với những khó khăn của các bác khi thực hiện việc chuyển đổi. Đảng bộ và chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành cùng với các bác. Mấy tháng vừa qua, thực hiện việc chuyển đổi và thu gom phao xốp như là một chiến dịch lớn, cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân đã tích cực vào cuộc và cơ bản đến nay đã hoàn thành. Vì vậy, không có lý do gì mà chúng ta không chấp hành, phải không các bác? Vâng, giờ thì tôi đã hiểu. Chúng tôi đã hiểu. Người dân biển giờ mới hiểu ra biển của ta môi trường ô nhiễm, thì ta đây cũng nên suy nghĩ về thiên nhiên ban tặng cho mình. Dù có tiền một chút không sao, dù có tiền một chút không sao, biển quê mình Quảng Ninh xanh đẹp. Và con ơi, ta nên gìn giữ cùng chung tay bảo vệ môi trường. Trong nắng mai vàng, nghe như mây mang hơi ấm xuân về, xua đi mùa đông băng giá. Mưa xuân gọi trôi non nhũ trên cành, chung lên trời xanh từng đàn em bay, gọi mùa xuân nước mắt theo về đó. Quê hương mình đây đã sang trang rồi, cho anh cùng đêm xuân về rừng thay lá, dừng cho đời màu xanh mãi xanh hy vọng. Cho anh bình minh bừng lên tỏa sáng khắp nơi nơi trên quê hương mình, từ sông mời nào ta cùng chơi.
Cảm ơn và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đội bạn. Chúc liên hoan thành công, rực rỡ! Thưa quý vị và các bạn, các phần thi của đội huyện Vân Đồn đã kết thúc và vào 9 giờ 45 phút sáng ngày mai trên kênh QTV3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự thi của đội huyện Cô Tô.